Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của xe Mazda 3 đời 2005. Với cái máy đời này thì là cái dòng máy chạy qua hộp. Ngày hôm nay em chuyển đi cho khách là cái máy hàng second hand, nguyên bản, chưa hề động hề. Đây anh em có thể nhìn này. Vì sao em nói là chưa hề tháo, anh em có thể nhìn này, ốc vít vẫn còn nguyên, chưa hề tháo lắp gì, bu lì của nó khá là ngon, không bị kêu bi. Cái dòng Mazda 3 này thì nó sản xuất từ đời 2005 đến 2010. Nhưng mà cái đời rắc điện, đời cũ này thì nó sẽ là hai rắc chân to, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Đây, đời cao trên của nó thì nó sẽ là đời 3 rắc. Với cái đời của Mazda 3 này thì nó là hai chân dưới và một chân trên, bu li là chạy bản BK. Anh em có thể nhìn thấy là từ các cái sợi đồng này còn nguyên đai nguyên kiện, chưa hề tức là chưa hề sửa chữa gì. Đó. Đây là phía mặt sau của chiếc máy phát. Đây là chỗ cái vỉ IC và diode của nó. Đây, IC bên này, còn diode của nó đây anh em nhé. Đây là cái mã sản phẩm của nó này. Đây. Đó. 12V 80A. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của xe Mazda 3 2005. Cảm ơn mọi người đã cùng quan tâm tìm hiểu và bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 076 908 6333, kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.